cuộc đọ sức giữa hai câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Quảng Nam trong khuôn khổ vòng 14 giải vô địch quốc gia World Cup 2047 của Tân Binh Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu này. Bóng đang là Felipe Martin cố gắng đưa cho bóng vào phía trong. Một quyết định có phần nặng tay của trọng tài chính điều khiển trận đấu này. Đó là một tình huống nhảy lên tranh chấp giữa Felipe Martin và Phạm Hoàng Lâm. Kim Bưu Trinh và thủ môn Phạm Văn Cường. Đã xuất quyết định cuối trận đấu. Câu lạc bộ Gia Lai có những sự bổ sung về mặt lực lượng. Hãy cùng xem lại cú đá của Kim Bưu Trinh. Cú sút bằng mu chính diện đi vào giữa khung thành và rất căng. Đội Quảng Nam với 6 pha lập công, anh cần có thêm một đá cặp để có thể chia lửa với mình. Minh Tuấn, pha xử lý của Minh Tuấn vẫn đang là Minh Tuấn dứt điểm. Không đâu, bóng đi sát cột dọc khung thành của Vigor Siesma. Nỗ lực cá nhân Hữu Phước, Hồng Sơn và Hà Minh Tuấn. Rodrigo, Hà Minh Tuấn. Cối! Bóng đã đưa vào lưới của cầu thủ Anh Gia Lai và đó là bàn thắng san bằng tỷ số 1-0 của Như Tuấn. Tân binh Như Tuấn là người đã lên tiếng. Đó là bàn thua thứ 22 của các cầu thủ Anh Gia Lai ở V-League năm nay. Kim Bông Jin theo kèm với Hà Minh Tuấn. Nhưng các cầu thủ còn lại như Hoàng Lâm hay Trọng Sáng thì không để ý tới pha băng lên của Như Tuấn tiếp theo. Không ai cả. Và ở cự ly gần thì Như Tuấn đã có một pha. Ôi, có lại dứt điểm. Vẫn đang là cầu thủ Anh Gia Lai. Cú sút vừa rồi được thực hiện bởi Minh Vương. Minh Vương đã nỗ lực có một tình huống. Viết Tú. Bóng không tới được vị trí của Hà Minh Tuấn. Gabriel Santos. Vẫn đang là cầu thủ Quảng Nam. Cơ hội dành cho Đinh Thanh Trung. Cú bóng! Những tấn công dành cho cầu thủ Quảng Nam. Sự bùng nổ chắc chắn là như vậy đối với các bên huấn luyện của đội khách. Jesma chỉ có thể thành công khi ngăn chặn Đinh Thanh Trung. Cú đá rất mạnh. Jesma đã cố gắng nhưng anh không thể ngăn chặn cú đá bồi tiếp theo của Hà Minh Tuấn ở cự ly gần. Văn Toàn. Đang là Văn Toàn. Minh Vương khởi được. Đó là một pha bóng vào thủ môn Phạm Văn Cường đã mất phương hướng. Thêm một quả tạt nữa.